Tự nhiên hai đứa nghèo với mẹ đi quen nhau. Ôi má bài tốt phá sản. Vậy tách ra đi. Đúng không? Vậy tách ra. Thằng này nghèo quen con giàu, con nhỏ này nghèo quen thằng giàu. Rồi sau này tụi bay quay lại giao lưu cũng được cái gì đâu. Cười gì? Cười gì? Ba đâu đúng rồi sao cười? Hiểu chưa? Hiểu lộ giới chưa? Bây giờ cái đường nào lộ giới càng bự càng ngon. Vậy thì em nhìn khu này còn tiềm năng không? Nhìn coi. Đừng nhìn tao. Nhìn về kia kìa ba. Học thực tế mà nhìn tao cái gì? Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Ok, được. À, tao bỏ thời gian tao làm một cái video về bất động sản rất là hay. Đó, ai cảm ơn cái chân chọi hết á. Có mang chậu vô đó ơi. Anh ảo quá. Anh chia sẻ cái trên 20 tỷ ai làm được. Bây giờ thôi anh chỉ em biết kiếm và làm giàu từ 5 triệu đi. Má mày 5 triệu mà mày giàu Việt Nam nào không nào đi ăn nghèo đâu con. Bên Mỹ cũng chả có đoạn quay phe đâu nha. 5 triệu mà giàu thì cũng chả có nào chết trong container ok. Ôi mới vừa phải thôi. 5 triệu mà đâu có chết giàu. Thôi giờ 5 triệu chỉ mà làm này nè. Học tao đi. Làm gì? Làm co đất co nhà. Wow. Nha. Rồi học nè. Bây giờ muốn làm cò mà giàu á, thầy phải biết là ăn hai đầu. Vậy thôi. Nói thiệt luôn. Học rồi chút nha. Ăn đầu người bán luôn đầu người mua. Đó. Nhưng ăn gì dễ bị đập lắm. Thôi ăn đầu thôi mày ơi. Vậy tụi em á, tụi em muốn làm cò mà chuyên nghiệp á, thì tụi em phải biết kiến thức về bất động sản. Và tụi em có hai đường, có hai đường để làm giàu. Một lừa đảo. Lừa đảo cả người bán, lừa đảo lên người mua để cho người ta mua nhà mắc, ta đang thì cò cao lên. Wow. Và đang chênh lệch. Thí dụ như vậy, nhà của anh đi. Trước anh mua đất là 18 tỷ rưỡi. Xong anh đổi nữa mà, anh mua xong rồi đổi đất từ đất ruộng. Từ đất ruộng lên đất thổ cư nó tốn mớ nữa em. Đất ruộng. Nói chung là mấy món có chỉ cho nghệ thuật đổi, nó đổi nó có nghệ thuật hết nha. Thí dụ nha, anh không làm chủ, anh làm cò thì anh kê lên 20. Xong rồi kê 20 chó nó mua. Ủa làm gì nó không biết hỏi giá gì đó. Đúng không? Tự nhiên cái nhà kế bên bán có 19 nè. Mà miếng đẹp hơn miếng này xíu. Rồi miếng này bán 20 em mua 3. Đúng không? Nhưng mà hên xui thôi. Anh ví dụ cái nhà của anh kìa. Cái nhà này thì không ai mua. Thằng con khùng nào nó bỏ ra 20 tỷ mua nhà mà nó ngu không? Nó cái kèo này không ăn được đó là bài học thôi. Qua lượng đạt media cho anh. Thằng này nó có 700 triệu. Bảo đảm dính liền. Tại sao mà biết nó 700 triệu nó dính? Tại cái thằng 700 triệu dễ dụ lắm. Cái thằng 700 triệu nó không có cơ sở gì đó. Rồi nó biết giá đất là nhiêu giá. Mình nói nhiêu nó nghe nhiêu mà. Đó. Ví dụ như giờ anh đi anh cò cho thằng Đạt. Anh sẽ Đạt đất này 700 triệu mua lời đúng không em? À, anh nói thiệt anh làm nghề lâu rồi. Chẳng qua anh em giúp đỡ nhau thôi chứ mày nghĩ coi. Đất của tao làm miếng như Duy Nguyễn này nọ mấy chục tỷ thôi chứ còn giờ làm mấy trăm triệu cò con này chừng nào mới giàu đó. Tâm sự sẽ chia vô, anh nghe anh sẽ cảm thấy có lý hơn quá. Tự nhiên bữa nay mình mới được ba mẹ vợ cho tiền mua đất mà gặp anh này tốt quá trời luôn em. Về tâm tình với vợ này nọ. Anh gặp anh này mừng quá luôn, anh này giúp đỡ anh mới vô nghề này, nó biết mua sợ bị gạt. Anh chỉ anh coi sổ đồ, anh nói là sổ mua đi là có liền luôn đó. Đâu cơ sở nào so sánh với đất có giá nhiều đâu. Xong cái tầng ngoài tao làm giá như hết mấy con cò vòng đó. Tao biết thằng nào nó đồng đi hỏi nè. Ê bữa nào có thằng nằm áo cam mà là ốm mặt chiến á. Nó chạy chiếc bít á. Nó chạy tao hỏi giá đó. Thì mà nói miếng này 800, miếng này 900 nha. Cà phê, cà pháo anh Duy không thiếu miếng nào đâu. Bữa nọ đẹp trời, hai chứng tỏ khôn chở vợ đi. Giả bộ qua hỏi đồ này nó uống miếng đất kế bên mua nhiêu vậy. Nói không này 900 đặt cọc rồi, có người kia chuẩn bị trả 1.2 tỷ. Tỷ hai luôn hả? Xong rồi hôm qua này mày nói miếng là nhiêu. Trời đất ơi, nói chung là miếng nào đó hên lắm. Mua cái miếng này á là ông chủ đất ông bớt. Ông bớt 50 còn 850. Miếng ở đây 900 lên tỷ hai, bên này 850. Anh có bán không? Bán gì bán, mẹ đất đang lên quá trời khùng mới bán. Để móc lên nhiều 2-3 tỷ rồi bán. Vậy luôn hả?
dễ lên lắm hả? Trời đất ơi, chứ anh không thấy sao bây giờ dân Việt Nam đi xa hơi không hả không? Nó ngồi nhà đất lên ăn mà không cần làm gì hết trời á. Thấy không, trời đất ơi, quỷ kia kìa đó. Cha nó bán đất xong giờ nó cầm tiệm đi bán cá không à. Giàu lắm. Bắt đây ta sắp mở đường nè, đúng không? Sắp mở khu công nghiệp nè. Đó. Rồi sắp mở dự án này dự án nọ nè, bây giờ thiệt á, đất ở đây đại gia lấy hết rồi. Chỉ còn mấy miếng này thôi. Rồi một phát một về suy nghĩ lo lắng thêm mất cấp độ nữa. Lo lắng cấp độ đâu biết cách xác định giá đất đâu. Đó, xong rồi cái về suy nghĩ. Mặn vợ thận trọng. Nói anh ơi anh, coi chừng nha, thấy đất sao giờ tạp quá, mình không có gành nữa. Mình có cần nên kiếm luật sư hỏi không anh? Xong rồi thằng chủ đất biết luôn. Thằng bá nó biết luôn. Thôi giờ nó vậy, Đạt không tin anh cũng được không sao. Nhưng mà nói chung á, giờ anh em mà mất lòng trước Đạt làm sao. Em anh vẫn giới thiệu cho em tới văn phòng đất đai này, có luật sư nó ngồi nói luôn nè. Bây giờ mua đất này nọ kia kìa, ABC dẫn tới phòng luật sư phát một. Xong cái luật sư chém cho, bây giờ để tôi định giá đất này 100 triệu. Má cũng vậy, cũng suy nghĩ liền. Nói tao không giờ mua cái đất 700 định giá 100 luôn rồi, thành 800 rồi hả? Chắc chắn nó không gì nó làm. Chắc chắn không gì nó làm, đúng không bà? Đó. Bởi vì tao thằng 700 nó dễ dụ. Tại vì thằng 700 là tài chánh nó 700 thôi à. Nó không dám bỏ thêm một phần chi phí nào để làm chuyện kia, mà trong khi kinh nghiệm giang hồ nó còn yếu. Đó, bà đừng tưởng đâu nha. Đó, thấy không? Bây giờ muốn làm giàu 5 triệu làm vậy đó. Mà giờ tao thiệt với mày, cũng bạn bè tao cũng đóng thằng làm vậy rồi. Má nó vô bệnh viện như nhà của nó vậy đó. Sao vô biết không? Hả? Bị đập chứ sao? Đừng hỏi nữa. Bị đập chứ sao? Nó nói chung á, vậy thì không nên mấy em. Vậy thì không nên, nó thật sự. Cái gì cũng vậy thôi, mình làm ăn mình phải có đức chút xíu. Cái đó miếng đó nó cắn bậy luôn á. Bây giờ đất cát nó cực kỳ là phức tạp. Bởi vậy tụi em chưa có tiền á, tụi em nên ngồi nhìn coi thôi. Anh chỉ cho em là mua những đất rất là an toàn. Bất động sản là một cái gì đó nó mênh mông lắm em. Biết nói là sao nữa. Thì hôm nay anh sẽ cố gắng chém gió để cho tụi em có những cái gọi là cái góc nhìn đó, kinh nghiệm đó, gọi là nó ở một cái vùng đất mà đẳng cấp nhất Việt Nam, đó là Sài Gòn, thành phố mang tên Bác. Thế cái vị trí gì đứng ở đây là cái gì? 535 Lê Văn Cương, phường Hiệp Thành, quận 12. Thì đầu tư bất động sản, đầu tư mấy khu này mới ngon. Dân đây cò nhà cò đất không em, tập game thôi chứ làm giàu bất động sản không. Việt Nam mà nó không có thời, em hiểu không? Bây giờ làm bác sĩ kỹ sư cũng không bằng neo đâu, đó là bên Mỹ đó. Còn bây giờ mà kinh doanh thấy mày cũng không bằng bất động sản đâu. Đó là Việt Nam. Mà cái việc này á, Việt Nam á, nó còn kéo dài khoảng chừng theo anh nghĩ là chừng 30 năm nữa. Đó. Nên các em mà ngu bất động sản là các em thua thiệt nhiều cái đó. Có thể là chúng ta không kinh doanh bất động sản, có thể chúng ta không làm cò, chúng ta không trả mua đất. Nhưng mà cuộc đời mà ai trả phải có ngôi nhà, đúng không? Ai trả phải có nhà, vậy trong cái guồng máy này cách kiếm nhà của tụi em như thế nào đây? Có giờ suy nghĩ chưa? Mẹ nó lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh này, quen toàn mấy con ăn mì tôm, không bao giờ nào có được cái nhà. Đó là thực tế thôi. Tự nhiên hai đứa nghèo với mẹ đi quen nhau. Ôi má, bài tốt phá sản. Vậy tách ra đi, đúng không? Vậy tách ra. Thằng này nghèo quen con giàu, con nhỏ này nghèo quen thằng giàu. Rồi sau này tụi bay quay lại giao lưu cũng được cái gì đâu. Cười gì? Cười gì? Má đâu đúng rồi sao cười à. Nên tụi em dẹp đi. Bất động sản ở Việt Nam nó tăng với tốc độ phi mã. Mà tiền lương tụi em mà tăng với tốc độ mà cấp số cộng, không được cộng nữa. Làm gì cộng, bây giờ ngon điêu lương coi. Làm ăn bình thường á, không có gì sức chúng hết. Mà điêu lương tăng 20% nó đạp ra công ty luôn á chứ 20%. Không phải doanh thu nó làm gì tăng được 20% mà em điêu lương nó tăng 20%. Đúng không? Không có chửi nó được. Mà công ty một năm doanh thu tăng chừng 10%, 15% khi lỗ với mẹ mà đòi tăng lương 20%. Ai chịu à. Mấy em thông cảm nha, tại bất động sản nó đang sôi động, nhà kế bên nó xây mấy em. Bắt trước anh nè, thấy nhà xây giờ đẹp quá. Cà khẹ, xây luôn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn về phía ngoài. Bạn nhìn thấy khuôn viên không? Ở Việt Nam nó quy hoạch chán với mẹ. Nhìn nhà cao, nhà thấp, nhà nhỏ, nhà to, nhà máy to, nhà máy ngói đâu nhìn nè. Cái này là một thế kỷ sau cũng không đẹp bằng Paris nữa mấy em. Paris nó xây lâu lắm rồi đó. Mà thấy Paris nó xây đẹp kia chưa? Cái này là không có phải là dìm hàng Việt Nam, mà tại cho bạn hiểu được Việt Nam nó khác bên nước ngoài. Thế thôi, đừng bao giờ so sánh. Đừng bao giờ so sánh, chúng ta biết thôi. Nói về nhà cửa Việt Nam hơi xấu. Người phụ. Nhưng mà xấu xấu thì thôi giàu lắm á. Nhìn đằng sau lưng kìa không, có miếng đất cũng trống lỏng kìa. Trời ơi, có cái chòi giống như là gì, Phụng Nghi Đình. Lã bố khí điêu thuyền. Phụng Nghi Đình, nghèo động trác. Rồi, giờ thôi.
Bây giờ tụi em nhìn vô khu này mua được không? Được thì được á, sợ không có tiền thôi. Cái này là học nha, này mấy chục tỷ không ha. Học. Nhìn nhà anh đi. Bây giờ tụi em nhìn nhà anh nè. Anh chỉ cho em biết cái gọi là lộ giới. Đó. Cái đường Lê Văn Khương đó, nhìn nhỏ không? Đường huyết mạch. Nhưng mà ở mặt tiền đường bao giờ đó có cái gọi là lộ giới hết em. Em nhìn kìa, đó. Cái nhà anh xây thùng trong cái khúc. Vậy đó, anh hỏi mấy em á, tại sao nhà anh xây vô thùng trong cái khúc? Thì tụi em đi ra đường, tụi em nhìn mấy cái nhà vậy tao phải biết. Nó ăn lộ giới rồi ba. Tức là nó không thể nào xây ra ngoài, ok, không phải đất quân chủ. Mà trong giai đoạn này á, là nhà nước chưa có mở đường thì anh phải chừa như vậy đó, anh mới được xây, giấy phép xây dựng nó cấp như vậy đó. Còn ngược lại mấy cái bên kia kìa, bán dê, bán chó gì tùm lum la kìa. Cái đó là cái gì? Kêu là công trình tạm bợ. Không có giấy đâu ba. Công trình tạm bợ. Thì sau này mà nếu mặt đường Lê Văn Khương của anh làm á thì những cái công trình tạm bợ đó phải dời, bỏ. Đó, bây giờ nó nguyên tắc á là ở ra ngoài đường á anh nhìn thấy cái nhà mà xây cao mà mới nó nằm ở chỗ nào thì chỗ đó lộ giới đó. Hiểu chưa? Hiểu lộ giới chưa? Bây giờ cái đường nào lộ giới càng bự càng ngon. Mà khi mà các em mua trúng lộ giới đó nó cũng càng mắc. Vậy thì em nhìn khu này còn tiềm năng không? Nhìn coi. Đừng nhìn tao. Nhìn vào kia kìa ba. Học thực tế mà nhìn tao cái gì? Khu này tiềm năng không? Tiềm năng lắm em. Giờ anh hỏi mày luôn nè. Cái nhà mấy tôn đối diện mà nhà hai màu á, cái nâu nâu với cái xanh xanh đó. Thấy nhà đó không? Lộ giới ăn hết nửa cái nhà. Biết sao lộ giới ăn không? Nhìn qua kìa. Nhìn nhà tiệc cưới kìa. Thấy không? Nó xây thùng trong đó ba. Lấy cái thước kẻ đường bụp cắt ngang cái nhà mấy tôn. Lộ giới. Wow. Hiểu không? Cái lộ giới không là đất của mình. Ba nên nhớ vậy. Lộ giới là đất công cộng. Vậy thì cái nhà máy tôn đó đó, anh hỏi mấy em có sổ không? Yes. Ông cố nội tao cũng biết có không nữa, sao mà trả lời có chắc vậy? Đâu giờ có sổ đâu mà nhìn nhà máy tôn nó xây gì vậy? Nó xây công trình tạm bợ. Đúng, nhà máy tôn nó xây công trình tạm bợ. Nó chỉ là vật liệu là làm gì? Sắt, tôn. Không có tính chất bê tông cốt thép. Đúng không? Đâu phải nhà tao đâu trời, mày thấy nhà tao bê tông cốt thép cũng có nhà bá vậy nè. Cái này mới là công trình vĩnh hằng. Còn cái nhà đó khi mà tao nhìn ở ngoài vô không biết nó có sổ không sổ luôn. Đưa sổ ra mới biết. Thiệt mà. Nhiều khi xưa mua giấy tay rồi đó ai biết được, chưa cấp sổ. Vậy thì á nhìn tiếp, mình phải có thiết âm mưu mấy em. Vậy thì có cái giả thiết nào mà nhà nước ủi cái nhà đó đi làm đường thành dân quan luôn không? Thì tụi em có suy nghĩ đi. Anh đang phân tích đó. Theo tao là không thể. Tại sao tao nói được không thể? Tại vì nếu mà ủi cái nhà đó trúng cái nhà làm sao? Thế cái nhà làm sao nó xây chắc chắn chưa? Đúng không? Vậy là nhà đằng sau nó đã cấp phép rồi. Cấp phép mới xây vậy ba. Khả năng cái nhà đằng sau có sổ là phải là 90% rồi đó. Wow. Tại sao nói được vậy? Tại vì nếu một mình nó đứng á thì tao không dám nói 90%. Mà là đằng sau nó còn có cái nữa. Đúng không? Mà thường á nhà ở Sài Gòn tao á là nó chia theo khu dân cư thì mới được xây. Đúng không? Còn khu khác nó được xây. Nên cái việc mà giải tỏa cái nhà đó là đường đó là không có, không thể rồi. Không thể rồi. Vậy thì quay lại vấn đề đó, nhà đang bán nó dám mua không? Mà tính chứ ba. Nhà đang bán dám mua không? Giờ có sổ không? Lấy sổ ra coi chơi coi. Ví dụ vậy. Ví dụ về giả sử có sổ luôn. Vậy thì trên sổ đó có những cái hoàn cảnh nào? Nó có hai trường hợp chính. Một, đất thổ cư, hai đất nông nghiệp. Vậy ta hỏi mày khả năng nào cao? Khả năng đất nông nghiệp là cái chắc. Yes. Đúng không? Tại sao khả năng đất nông nghiệp là cái chắc? Tại vì khu này ngày xưa ruộng mà. Thì ruộng đất nông nghiệp thôi. Tại sao tao biết ruộng? Quận 12 không ruộng chứ quận nào ruộng nội. Ngày xưa 75 ruộng không à. Thiệt mà luôn á. Năm chín mấy thì đây toàn khai quang không à. Nên mình biết rồi, mình có kiến thức mấy em. Tổng quát cái vùng mình đang xem xét là cái gì. Chứ thì ruộng thì nó đất ruộng. Đó là một ý. Ý thứ hai, tại sao nó đất thổ cư? Tự nhiên ruộng lên thổ cư chi cho tốn tiền ta. Trong khi cái đó tao cho thuê nó bèo không? Khi mà tụi em cho thuê không có khái niệm ruộng hay thổ cư như nhau hết à. Thuê quán nhậu mà, cái nào trả được. Đó. Vậy thì hỏi đất, nếu mà đất đó đất ruộng vậy thì đất nó có giá trị không? Mua được không? Cái này mua là vô một khúc luôn. Wow. Cái đó có tiền mà mua là vô một khúc luôn. Wow. Nhưng mà tại sao tao dám nói vậy? Tại vì tao nói cái câu đó bảo đảm là tụi bay không có lỗ. Tụi bay mua là tụi bay lợi chắc á. Tụi bay không có lỗ, tại sao không lỗ?
cái nội dung video này dành cho đứa có 5 triệu mà. Mày cầm 5 triệu cho mua đi. Đúng không? Đó, mua mấy cục gạch trong đó đó. Có bạn hãy nội dung video là gì? 5 triệu. Rồi để chơi ơi. Chứ thường á mấy em, dựa vào những cái phân tích nãy giờ của anh á, thì á cái khả năng cái này á đất ruộng rất cao. Tại vì nếu mà anh là chủ đất đó thì cũng để ra ruộng thôi. Đúng không? Sống trên đời cái điểm mà điểm đạn nhất là phải giả nghèo. Tại vì sao? Đất thuế nông nghiệp nó bèo như cho thôi. Không có giá trị thương mại. Không có giá trị thương mại. Không, nếu mà xét về đất ruộng thì cái miếng đất nó giống như chàng đất dưới quê trồng ruộng thôi. Nhưng mà mục đích sử dụng nó khác. Nó đâu có đâu rảnh ruộng đâu, ra bán gạch mà. Đúng không? Bây giờ, cái đó là cái gì? Cái đó là cái điều kỳ diệu của bất động sản Việt Nam. Tức là đất ở Việt Nam này có thể được sử dụng không đúng mục đích, tùy mức độ. Đã. Thấy không? Thí dụ giờ bán gạch lỗ quá cho người khác thuê mở quán nhậu có giá trị thương mại. Thậm chí cho thế giới động thuê luôn. Ghê chưa? Còn nếu mà chuyển là thổ cư được hay không? Khả năng được gần như 100% luôn. Đúng không? Tại sao? Tại vì nhà kế bên nó chuyển bà đó, hết rộn lại cái nhà này cho chuyển ông nội. Đúng không? Vậy cái nhà này mình có thù nè. Ủa cái nhà này có thù không cho chuyển nè. Đúng không? Hợp lý không? Vậy thì tại sao người ta không chuyển thổ cư? Khùng mới chuyển, tiền chuyển nó không thuế mày. Đang cho thuê ngon chuyển chi mà vô mày mua đi tao chuyển cho. Đó. Thầy sáng sáng rồi chưa? Vậy giờ á thì tụi em bập cái nhà đó. Xong rồi tụi em chuyển thổ cư lên. Tụi em có giá đất rất cao. Cái chiêu này là chiêu gọi là gì? Đô la thằng trưởng đè nông dân. Đô la thằng trưởng đè nông dân mấy em. Tại sao nông dân nó không chuyển được? Tiền đâu chuyển? Không có tiền đâu chuyển. Tao có một đất thôi á. Tao có hai đứa con làm công nhân với một đứa chạy xe ôm. Tiền đâu chuyển? Đúng không? Nói chung là làm giàu thì bất động sản nó muôn đường đúng không em? Bây giờ vào chuyển lô đất đó đóng thuế. Xong tao cầm cục tiền tao chuyển đóng thuế giá đất nhảy cái mèo. Thí dụ như đất ruộng ở đây nó đang bán 50 triệu một cái, đất ở bán tầm tiền thuế 1 mét chừng tiền thuế 1 mét chừng vài triệu á, mười mấy triệu hay gì đó, tùy. Này phải coi lại cái biểu thuế của địa phương. Tại vì đóng thuế á nó phụ thuộc vào giá đất của địa phương theo khung nhà nước. Nha. Hiểu không? Nên chuyển là kiểu dụng lời. Nên người ta sẽ mua đất ruộng. Cái hình thức mà kinh doanh mà giàu nhất đó là người ta mua đất ruộng, xong người ta xẻ lô, ta chuyển. Giàu lắm. Không, hay qua cái nhà nhỏ thôi mà ngộ ra nhiều điều không? Tụi em mà làm co là tụi em có kiến thức vậy thôi, tụi em chém chắc giờ tụi em ăn rồi. Tụi em ăn chắc luôn. Nhưng mà cò chém gió mà lừa đảo là không được mấy em, anh không có dạy gì kiểu đó à. Bậy. Nói chung á, mình là cò thì theo như anh nghĩ á thì chúng ta phải có kiến thức cứng hơn mua. Mà thường thường mấy anh cò cái thức yếu của anh không à. Đối với anh nó cò là cái gì? À cò là thôi giờ mà chỉ tao mới đất nó mang tiền cò đi. Thì là cò đó. Đừng nói nhiều, nhức đầu lắm. Nó khổ gì đó. Nhưng mà ngược lại mấy em mới ra đời, mấy em cầm tiền mua đất mấy em chưa biết. Thì mấy em cũng không cần phải mua đó. Tụi em coi video này ra đường tụi em nhìn. Là tụi em có được những kiến thức à, nó nhà này chắc cũng chưa sổ nè, lên sổ này nọ kia, nhà kia lên rồi. Sau nhà này lùn, nhà kia cao, đủ xây ngu vậy ba. Xây sao có nhà được mới có 2 tấm rưỡi, nhà kia 5 tấm rồi mốt sao đổ. Đó. Tụi em có trả lời được những câu đó hay không? Nó bởi vậy anh nói với em là gì? Xây nhà là đẳng cấp. Video sau sẽ nói được cái chuyện về xây nhà này. Cái tư duy xây nhà nó quan trọng chứ. Không có giỡn đâu. Con người ta thành bại không là do tư duy. Tư duy của tụi em tầm bậy nhất là cái nhà không sửa được. Hiểu không? Ví dụ ta có để miếng đất vậy đó. Ta có cho thuê sống túc tắc qua ngày. Mai mốt mà con người ta lớn lên, rồi người ta bán đất, chia con, xong. Xong kiếp đời. Ở Việt Nam nó giàu của đó không á. Nhưng mà cái hành vi đó chỉ đúng khi nào những đứa con nó giỏi. Nó cầm cái đồng tiền đó nó làm đại lý cho BBT, nó bán sức rồi nó kiếm ăn thì nó mới được, đúng không? Còn mà hả, bán cho nó ra xong rồi á, nó đừng thằng thì mua xe hơi, thằng mua điện thoại, con thì đi qua Campuchia bảo đảm chết cả nhà. Bởi vì anh nói là cái dân trí Việt Nam nó cực kỳ thấp đúng không em? Mình nói gì khi mình phải chấp nhận sự thật thôi. Thằng nào nói dân trí Việt Nam cao mà ảo tưởng. Dân trí Việt Nam á có tiền xài tầm bậy, có tiền xài tầm bậy rất nhiều mấy em, không phải giỡn đâu. Nhất là mấy vùng nông thôn á, bán đất trúng đất một cái một giàu không còn phát của không, đề đón bài bạc. Hút chích đồ, điện thoại đồ, chơi ba mắt không? Ở dưới quê mà chơi ba mắt không biết làm gì ra trời, nó chụp trâu hay gì. Thiệt, nói chung là đồng tiền á, tự nhiên nó rớt xuống tay mình cái đùng cọc bự vậy là không biết làm gì hết trơn, nó xài. Dạ.
Ông mà nói vụ nè, giờ cò kiếp nó nhiều lắm em. Cách làm cò, cách này, cách kia. Tại bây giờ tôi chỉ cho giấy tiền chiêu cuối. Nói chung á, tụi em làm cò hay là mấy bạn nào mà làm môi giới á, ta kêu lịch sự là môi giới, là sàn bất động sản, còn cái từ dân gian là cò đó, thì chúng ta phải giúp đỡ cái người khách hàng, người ta có được một cái sản phẩm tốt nhất theo cái mức giá, theo nhu cầu của người ta đó. Thí dụ như bây giờ á, anh làm cò đi, anh ăn nhà tiền bo đó em, đương nhiên tiền phần trăm là có rồi, phần trăm bằng bán cả. Ví dụ như anh bán nhà đi, lại bán nhà nhỏ, giờ nói nhà nhỏ nha, nhà 700 triệu, thì anh làm cò thì anh phải được 14 triệu. Mày không cho tao 14 triệu tao không bán. Nó chạy tháng hai nhà đủ sống mày. Trời nó thiệt, cái hàng nhỏ dễ bán lắm. Mà cái gì dễ bán thì cò nó đông, mà cò nó đông thì nó bực nhau chết ngắt hết rồi. Xã hội nó ngộ lắm em. Đó, mình chỉ người ta cái nhà, người ta sẽ quan tâm tới những cái đề nhà nó có bị giải tỏa hay không. Má, mua nhà nó có bị lừa không? Thì tụi em phải trả lời được câu đó, mà em giúp người ta thôi giải tỏa cái gì, em chợ, em dẫn anh tới nè, chỗ này nó kiểm tra quy hoạch luôn nè, con đưa bản vô, đưa số thửa số này đó kia vô sổ mới đàng hoàng, giải tỏa cái gì ông nội. Đúng không? Cái sổ mới cấp 2 năm ai giải tỏa? Đó là không tin đúng không? Không tin chủ nhà nó đâu có tin đâu, chủ nhà nó sợ, nó bỏ tiền nó sợ bị lừa. Đó, dẫn nó tới nhà chỗ này nè, mở máy tính lên nè, bản đồ quy hoạch của quận nè, bản mới nhất nè, cụp đất mày lô này miếng này phải không? Đó, mấy ông giải tỏa đâu tao biết chủ 18 đời của nó nữa. Nó chứng tỏ cho người ta vậy cho thuyết phục. Nha. Nó thuyết phục mình phải có kiến thức được chuyên môn, có đường dây nữa. Có đường dây nữa mình nhắn Zalo đồ kịch kịch, anh ơi em gửi cho anh sổ kìa, anh kiểm tra giùm bà này đi, bà này bà nhát lắm. Kịch kiểm tra liền. Đúng không? Chứ còn giờ thôi lên quận kiểm tra đi, thợ ông nội mẹ ơi. Mua cái đất chỗ xíu chưa biết có mua nào, sơ vô quận kiểm tra tuần sau trả lời. Thôi. Mà cũng ai trả lời nó thật sự với bạn á. Mình khi mình kiểm tra cái đường đó, cái kết quả nó còn mong lung hơn nữa. Đó, nên nói tóm lại là mình phải giúp đỡ, phải chia sẻ khách hàng của mình để mình lấy cái tiền dịch vụ, thì cái đó nó mới đúng, cái đó nó mới đẹp. Giống như là mình làm BT vậy đó, mình phải tận tâm mình dạy khách hàng của mình để cho khách hàng mình có cái hiệu quả, chứ không phải là mình đi lừa lọc khách hàng, mình đi chém gió khách hàng, mình thấy nó ngu mình dụ nó. Cái kiểu kinh doanh đó là không có được, là tầm bậy tầm bạ nha. Thôi like đi ba xe nữa, mốt chỉ tiếp chỉ hoài hết đề tài. Hay thì xe và like đi ba. Cửi gì, đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.